Xin chào tất cả các bạn đến với vườn mèo lười của mình ngày hôm nay nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ một số dòng lan hiện tại có ở vườn mèo lười của mình. Thì hôm trước mình có giới thiệu với các bạn một số loại hoa lan mà nó đang nở ở vườn nhà mình ở clip trước. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn. Cái thứ nhất ha, mình giới thiệu với các bạn một cái loại lan. Đây là người ta gọi là lan, còn một cái có cái tên đó là cẩm cù các bạn. Lan cẩm cù, đây mình cho các bạn xem nguyên cái chậu của mình. Đây là hoa của nó nè các bạn. Hoa cẩm cù các bạn, đây là thường nó mọc nó nguyên một chùm luôn, chứ không phải là có hai hoa như thế này đâu các bạn. Đây này nó tàn rồi đó, đây là cái màu nó hơi nâu nâu các bạn ha. Là một cái dây cẩm cù, mình cho các bạn xem. Đây là một cái loại lan dây leo nha các bạn. Lan dây leo. Đấy. Rồi tiếp theo mình cho các bạn xem một cái chậu. Đây các bạn. Cẩm cù nha các bạn, có tên là cẩm cù. Đây là màu vàng các bạn. Các bạn thấy đẹp không? Màu vàng rất là tuyệt luôn. Thì cái chậu này của mình đang nở hai cái hoa. Ở đây một hoa nè các bạn và ở dưới đây một hoa nữa nè. Các bạn thấy đẹp không nè. Này mình dở cho các bạn xem là nguyên một chùm hoa. Nó nằm ở dưới trong cái chậu luôn các bạn ha. Thì đây là một cái dòng lan trồng ở trong đất ha các bạn. Trồng ở trong đất là dây leo. Hoa lan cẩm cù có một cái tên gọi khác là lan sao ha các bạn. Thì những cái cánh hoa nó như thế này nè các bạn. Nó giống như những cái ngôi sao có năm cánh các bạn. Này, nó những cái ngôi sao năm cánh và nguyên một cái chùm hoa này các bạn thấy nó giống như một cái trái tú cầu các bạn ha. Và nguyên một cái chùm này nè nó có khoảng là 30 đến 50 cái bông nhỏ 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 này nữa các bạn. Đấy, là nguyên một cái chùm như thế này. Đấy, thì nó còn có một cái tên nữa đó là lan sao các bạn. Cái tên cẩm cù nghe không có đẹp lắm các bạn ha. Nhưng mà hay là người ta gọi là lan sao. Đấy. Thì đây là một dạng là lan dây leo và nó có họ của thiên lý các bạn. Cái dạng thiên lý các bạn biết ha. Hoa thiên lý mà mình có thể hái hoa mình ăn được á thì nó là một cái dạng một cái loại lan một họ, nó có một cái họ với cây thiên lý các bạn, họ thiên lý. Đấy, thì hôm nay mình giới thiệu với các bạn cẩm cù ha. Thì tiếp theo một cái cẩm cù nữa. Đây các bạn, là cẩm cù màu hồng các bạn ha. Các bạn thấy màu hồng đẹp không nè. Đây, màu hồng. Có một cái nhụy hơi nâu nâu, tím nâu ở phía trong các bạn ha. Đây là cũng là một cái dạng cẩm cù. Thì các bạn biết ha, lan cẩm cù này á, nó có khoảng là cả trăm loài các bạn. Cẩm cù nó có cả trăm loài. Như nãy giờ mình cho các bạn xem là nó đã có ba cái màu hoa khác nhau à. Nó có rất là nhiều màu hoa khác nhau. Hiện tại là người ta lai tạo rất là nhiều loài hoa, màu hoa của cái cẩm cù này. Như nãy mình cho các bạn xem là màu vàng, màu hồng, màu hơi đỏ nâu đúng không? Rồi có màu cả màu trắng, cả màu tím. Đấy, rồi hoa nó to nhỏ khác nhau các bạn. Và các bạn thấy ha, cái lá nó cũng khác nhau. Mỗi một cái loại các bạn thấy lá nó cũng khác nhau. Cái lá này các bạn thấy nó có hơi màu bạc bạc trắng ha các bạn. Cái màu hồng này lá nó lại khác nè. Đấy, nó hơi màu bạc trắng ha các bạn. Rồi, cái lá của cái màu nâu này. Cái màu nâu này thì các bạn nhìn thấy ha, nó có cái lông mịn ở đây nè bạn. Các bạn thấy nó có một cái lớp lông mịn ở phía trên cái này nè các bạn nhìn ha. Đó, ở phía nè, các bạn thấy không? Nó có cái lớp lông mịn mịn ở phía trên và cái thân này nó cũng to hơn ha, cái màu nó xanh hơn. Đó, mỗi một loại nó có cái lá khác nhau. Đấy, cái bộ lá các bạn thấy khác nhau ha. Rồi cái cây màu vàng. Cây màu vàng thì các bạn lại thấy bộ lá lại khác nữa. Các bạn thấy không? Đấy. Và hiện tại có một cái loại nó làm lá hình trái tim nữa các bạn.
đấy, cái lá hình trái tim nữa, và nó cũng hoa, nó cũng một chùm như thế này đó, như trái tú cầu như thế này đó, người ta gọi là lan cẩm cù hay còn gọi là lan sao ha các bạn. Đấy thì hôm nay mình giới thiệu với các bạn một cái loại lan mà nói chung là nếu như bạn nào mới chơi á thì cũng tìm hiểu để thường chơi, nhưng mà những cái bạn nào mà đã chơi lâu rồi, chơi mà người ta gọi là chơi cái kiểu cao cấp rồi đó, thì nhiều bạn sẽ không màng tới những cái loại lan này đâu. Đó, các bạn thấy nó thường quá các bạn sẽ không chơi đâu, nhưng mà mỗi cái loại hoa, mỗi cái loại lan nó có một cái vẻ đẹp riêng của nó các bạn ha. Cho nên là mình chơi như những bạn nào yêu hoa, như mình thường hay nói, những bạn nào yêu hoa thì dù các bạn nhìn thấy một cái hoa dại ở ngoài đường thôi, các bạn cũng cảm thấy nó dễ thương và thấy đáng yêu các bạn ha. Thì đây là một cái loại lan mà cũng đáng để cho các bạn sưu tầm để các bạn chơi ha. Thì nó là dạng dây leo như thế này, các bạn có thể trồng cho nó rủ xuống ở ban công của các bạn. À, đây là một cái loại lan trồng bằng đất nha các bạn, hay mình cho các bạn xem nha. Lan này trồng bằng đất. Đấy, trong chậu các bạn thấy ha, là bằng đất nha. Đất thì cái này cũng là phân trộn thôi, cái loại đất làm sao mà cho nó dễ thoát nước thôi. Giống như các bạn trồng những cái cây kiểng mình chia sẻ, trộn phân xơ dừa cho cháu, rồi có một ít phân bò trong đó cho nó có đủ những cái chất dinh dưỡng trong đó thì cây nó sẽ phát triển ha. À, bình thường thì chúng ta thấy lan á, các bạn trồng bằng sơ dừa, các bạn trồng bằng than, các bạn trồng bằng vỏ thông đấy, và cái rễ của nó nằm ở phía trên chứ nó không trồng sâu xuống. Nhưng mà cái loại này là chúng ta sẽ trồng bằng đất nha các bạn. Đây các bạn, đấy, trồng bằng đất và chúng ta trồng giống như là một cái loại dây leo, cây cảnh nhá. Ha, các bạn thấy cái màu của cái này nó lạ lạ hay các bạn, của cẩm cái hoa này nè, cái màu hoa này các bạn thấy nó cứng hơn các bạn ha, cái cánh nó cứng hơn so với cái loại màu vàng hay là cái màu hồng hồi nãy mình cho các bạn xem ha. Đấy các bạn ha, thì cẩm cái này gọi là cẩm cù. Đấy, cẩm cù hiện tại mình có 3 màu như thế này các bạn. Đây, nó giống như những cái chùm lồng đèn các bạn, những chùm lồng đèn, những cái chùm tú cầu lủng lẳng rất là đẹp. Nếu mà các bạn trồng ở ban công á, các bạn cho nó là một cái vàng leo ở ban công á, nó có hoa nó rủ xuống thì các bạn thấy trông như những cái bóng đèn, trông như những cái quả hả tú cầu mà nó treo lủng lẳng trước cái ban công của các bạn, rất là đẹp luôn các bạn ha. Rồi là chúng ta chọn nhiều màu sắc khác nhau tùy theo cái sở thích của mỗi bạn mà chúng ta chọn. Nó hiện tại có rất là nhiều màu để cho bạn lựa chọn để các bạn chơi ấy. Thì loại lan này là các bạn trồng bằng đất các bạn, đây trong chậu của mình là bằng đất luôn ha. Và khi nhân giống, mình nói với các bạn luôn là khi nhân giống các bạn thường á, là người ta có 2 cách nhân giống, nhưng mà khi các bạn trồng ở nhà hoặc là theo mình cũng trồng á, thì mình sẽ dăm cành thôi, mình cắt cành mình dăm thôi. Còn người ta có một cái cách thứ hai nữa đó là gieo bằng hạt, nhưng mà cái mình không biết cách lấy hạt và cái tỷ lệ mình gieo á, nó sẽ không có sống. Còn khi mà mình dăm cành á, thì nó dễ sống hơn. Mình sẽ cắt những cái cành nào mà nó có những cái nó già chút xíu, nó có cái rễ nè, nó lú rễ à, các bạn thấy không? Đấy, những cái mắc rễ nè. Đấy, mình sẽ cắt nó. Có nghĩa là mình chọn những cái cành mà người ta gọi là bánh tẻ, có nghĩa là nó không già quá cũng không non quá, các bạn cắt ha. Rồi để chúng ta dăm nó, chúng ta dăm xuống đất thì nó sẽ mọc lên. Nó sẽ đâm chồi, nó sẽ dễ sống hơn các bạn ha. Giống như ở đây mình cho các bạn xem này. Đấy thì đây nè, những cái nào mà các bạn sẽ lựa, những cái nào nó có những cái đây, nó này là những cái mắt bám, những cái rễ của nó ra đó, các bạn sẽ cắt nha. Lựa những cái mắt như thế này mình sẽ cắt, mình sẽ dăm dăm cành nè các bạn. Rồi thì một cái nữa mình chia sẻ với các bạn, cái loại này
là cái loại mà các bạn trồng nó ưa nắng mà không có nắng sáng trực tiếp nha các bạn. Nó dạng như là nắng mà nắng người ta gọi là nắng tán xạ, có nghĩa là nó sẽ qua một cái lớp lưới chẳng hạn, hoặc là một cái lớp, hoặc là nó vào một cái cây, ví dụ như nó vào một cái tán cây rồi nó mới chiếu vào trong cái lan cẩm cụ này. Nó ánh sáng nó không trực tiếp thì cây nó sẽ dễ phát triển hơn, có nghĩa là người ta gọi là ánh sáng tán xạ. Thì thường mình trồng lan thì thường có một cái lớp lưới mình che đó, che độ nắng, hoặc là mình che khoảng 50%, 60%, hoặc là những cái loại lan nào mà nó chịu nắng hơn thì khoảng là 40% chẳng hạn. Thì cái loại lan cẩm tú cầu này là nó là một cái loại lan cũng là dạng chịu nắng. Các bạn bỏ ở trong nó mà nó nằm ở trong mát quá là nó không có bông các bạn ha. Thì các bạn đem ra ngoài nắng, nhưng mà không phải là đem dục mình phơi ngoài nắng, không phải, mình đem lại ngay chỗ nào nó có ánh sáng mà tốt nhất là ánh sáng buổi sáng ha các bạn. Nó chiếu vào cây mà nó sẽ qua một cái lớp lưới chẳng hạn đó, thì nó cây nó sẽ dễ phát triển hơn. Còn nếu mà các bạn để ra ngoài nắng trực tiếp luôn á, cây nó sẽ bị gọi là nó không có phát triển tốt, nó lá nó vàng, nó úa đi. Đấy, thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn cái loại lan mà hiện tại mình có, mình giới thiệu với các bạn một cái loại, đó là lan cẩm tú cầu. À, nó có một cái tên chính xác đó là lan cẩm cù. Đó, chính vì cái hoa nó như thế này nè các bạn, nhiều khi các bạn lộn, gọi là cẩm tú cầu. Đó, cái hoa nó nguyên một chùm vậy nè, giống như cái hoa cẩm tú cầu ha, nhưng mà không phải. Nó có tên là lan cẩm cù ha các bạn. Hay còn gọi là lan sao. Chính vì những cái cánh này nè, những cái cánh này nè giống ngôi sao, gọi là lan sao ha các bạn ha. Hoặc là một số cây nó có màu hồng đó các bạn. Một số cây nó có màu hồng như thế này nè, những cái loại nó màu hồng như thế này nè. Đấy, người ta còn gọi nó là lan anh đào các bạn. Tại vì nó có cái màu hồng giống cái màu hoa anh đào á. Đấy, cho nên là người ta gọi là lan anh đào. Đó, cũng tùy nơi, tùy địa phương mà người ta sẽ gọi nó với một cái tên khác nhau, nhưng mà thường thì người ta gọi đó là cẩm cù nghe các bạn. Đấy, thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn một loại lan, đó là lan cẩm cù, để các bạn có thể lựa chọn làm một cái giàn ở trước ban công nhà bạn. Nó sẽ rủ xuống những chùm hoa như những cái bóng đèn, những cái quả tú cầu treo lơ lửng ở phía trước nhà với những cái màu sắc khác nhau rất là đẹp các bạn ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nhé.